chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, đầu bếp Thanh Vũ và Minh Châu xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Anh Vũ thân mến, em báo cho anh Vũ một tin vui nè. Tin gì? Em làm anh hồi hộp quá. Anh biết không, là chương trình với tiêu chí món ngon trong tích tắc của mình đã nhận được phản hồi rất là tích cực từ các bà nội trợ đó. Như vậy anh rất vui đã giúp ích được chị em phụ nữ của chúng ta. Nhưng mà sao? Nhưng mà các bà nội trợ vẫn còn thay nhiều lắm. Bởi vì là bên cạnh các món chính nè, với tiêu chí là nhanh, dễ thực hiện và ngon nữa, thì bên cạnh đó các bà nội trợ cũng muốn có những món ăn sáng lạ miệng cho các bé yêu đó. Anh Vũ có giúp được không? Sẵn sàng, rất là đơn giản. Trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một món ăn. Chúng ta có thể dùng ăn sáng hoặc ăn chơi cũng được và rất phù hợp cho các bé. Món ăn có tên là bánh cốm pate chả lụa. Thưa các bạn, nguyên liệu để làm món này thì rất đơn giản. Chúng ta có thể mua và chuẩn bị sẵn trước ở nhà. Cụ thể như chúng ta cần có bánh mì sandwich nè, pate nè, chả lụa nè, cốm, trứng gà, tương ớt, một số gia vị thông thường và sốt mayonnaise Lisa. Anh Vũ ơi, trong món này mình cũng dùng mayonnaise Lisa nữa hả anh? Đúng rồi, tại vì trong mayonnaise Lisa này có vị chua, vị béo rất là hài hòa với cái món ăn này. Bây giờ anh cho sốt mayonnaise Lisa lên một miếng bánh mì như vậy và anh phết đều. Miếng còn lại anh tiếp tục cho thêm pate lên. Pate thì cũng có nhiều loại pate lắm phải không anh Vũ? Đúng rồi, chúng ta có pate gan, pate thịt. Nhưng mà cũng rất là làm từ nhiều loại, ví dụ như có gan heo hoặc là gan gà. Và đặc biệt có pate gan ngỗng nữa. Em ăn pate gan ngỗng bây giờ chưa? Dạ rồi, rất ngon. Rồi, anh cho hai miếng chả lụa lên trên miếng bánh mì mà anh đã phết sốt mayonnaise Lisa. Chúng ta cắt bỏ bốn cạnh. Nếu như mà mình không sử dụng chả lụa, mình sử dụng một nguyên liệu khác được không anh Vũ? Được chứ Minh Châu, chúng ta có thể thay chả lụa bằng xúc xích, dăm bông hoặc một loại thịt nguội rồi đó. Quý vị và các bạn cũng có thể thay nhân của món ăn này bằng các loại dăm bông, thịt nguội khác như là xúc xích chẳng hạn. Như vậy sẽ rất là ngon và lạ miệng cho các bé yêu. Chúng ta có thể cắt ra nhiều cái hình dạng khác nhau. Chúng ta có thể cắt thành những miếng tam giác hoặc những miếng chữ nhật, hình vuông tùy theo cái sở thích của mình thôi ha. Giờ chúng ta sẽ tẩm qua trứng và cốm. Dạ. Sau đó chúng ta chiên cho cốm phồng lên là xong. Dạ. Nha. Ồ, nếu như chúng ta phải chiên thì tại sao mình không bắt cái chảo dầu lên trước hả anh? Đúng rồi, cảm ơn em nhắc rất là hay ha. Để tranh thủ thời gian mà, em mở lửa lên giùm anh ha. Dạ. Rồi bây giờ anh sẽ đạp trứng gà ra ha. Như vậy, mình đánh cho tan. Rồi bây giờ anh sẽ tẩm qua trứng. Dạ. Cốm. Rồi, như vậy ha. Đó, anh tẩm như vậy. Mà Minh Châu thấy là anh tẩm để cho cốm phủ tự nhiên thôi. Dạ. Anh không có phủ dày đặc luôn, như vậy thì không có hấp dẫn. Và Minh Châu nhớ rằng là khi chúng ta cho những miếng bánh mì này vô trứng ha, chúng ta là tẩm nhanh thôi ha. Chúng ta tẩm nhanh xong chúng ta lấy nó lên. Dạ. Chúng ta đừng để lâu quá thì bánh mì sẽ nở thì không có ngon ha. Như vậy là bây giờ mình đã chuẩn bị xong những miếng bánh cốm rất đẹp rồi nè. Chuẩn bị chiên thôi. Không biết dầu nóng chưa ta? Cái này chiên á, các bạn lưu ý khi chúng ta chiên để cho bánh mì không bị ngấm dầu, thì trước khi chúng ta chiên thì chúng ta phải để cho dầu cho thật nóng. Dạ. Thì chúng ta cho vào thì bánh mì sẽ không bị ngấm dầu. Dạ. Bây giờ Minh Châu giúp anh thử coi dầu chúng ta nóng chưa nha. Em nhớ nè. Đúng rồi, em phải cho một ít cốm vô trước rồi. Thấy khi mà cốm nổi lên. Đó, như vậy thì dầu chúng ta vừa nóng rồi ha. Dạ. Bây giờ anh sẽ cho những cái miếng bánh cốm này vào chiên. Hình như là mình phải chiên ngập dầu đúng không anh? Đúng vậy, chúng ta phải chiên ngập dầu như vậy mới được. Và một điều nữa quý vị khán giả lưu ý, để cho cốm được nở bung thì khi chúng ta chiên chúng ta nhớ ấn từng miếng bánh ngập vô trong dầu như vậy, các bạn nhớ nha. Em nhớ rồi, để cho cốm được nở bung thì quý vị khán giả nhớ là chúng ta sẽ cho miếng bánh cốm ngập trong dầu. Đúng rồi. Rồi bây giờ anh đã chuẩn bị sẵn đây một dĩa và giấy thấm dầu, anh đã lót sẵn. Em nghĩ đến khi nào mà cốm nở bung ra là được phải không anh? Đúng vậy, tại vì tất cả những cái nguyên liệu đây chúng ta đã chín sẵn rồi ha. Dạ đúng rồi. Chúng ta chỉ chiên tẩm cốm để cho thêm màu sắc và tạo độ giòn, độ sự hấp dẫn của món ăn thôi ha. Chúng ta chiên rất là nhanh. Em thấy hay ghê đó anh Vũ, tất cả các nguyên liệu đều đã có thể ăn được hết rồi. Nhưng mà khi mình kết hợp lại và chế biến một chút xíu thôi thì thành một món ăn mới ngon hơn nhiều luôn á. Nghệ thuật nó ăn là như vậy đó Minh Châu à. Rồi bây giờ anh thấy cốm nó nở bung hết và giòn rồi, bây giờ em tắt lửa đi. Đã chuẩn bị xong một cái dĩa trang trí rất là đơn giản, một chút bắp hạt, một miếng cà chua xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ cái khoái ha. Rồi bây giờ anh cho những miếng bánh mì lên đây, thế là xong. Dạ. Anh sẽ pha sốt mayonnaise Lisa và một ít tương ớt
anh khuấy đều lên như vậy. Bây giờ giai đoạn rất là quan trọng, nhờ Miên Châu thử và xem cảm nhận thế nào. Em cảm thấy mình có trách nhiệm thật là cao cả. Yeah. Đếm nhiều nhiều lên em mới cảm nhận được hết cái mùi vị của món ăn. Dạ. Sốt mayonnaise ở bên trong bánh mì, sốt mayonnaise ở bên ngoài bánh mì luôn. À. Phải chi mà quý vị khán giả có thể đứng trong gian bếp này chung với Minh Châu được, quý vị mới có thể ngửi thấy cái mùi thơm của cốm ngào ngạt khắp cả gian bếp. Và như anh Vũ cũng có nói thì cái tiếng nhai giòn rụm đó đã làm cho Minh Châu cảm thấy rất là thú vị với món ăn này. Bên ngoài thì giòn nè, còn bên trong á thì bánh mì vẫn còn mềm đúng nè. Vậy, đúng vậy. Và chả lụa với pate và mayonnaise pizza thì kết hợp với nhau rất là hài hòa, tạo nên một cái nhân rất là ngon. Món ngon. Cho bé yêu. Quý vị và các bạn có biết không, Minh Châu rất là nể đầu bếp Thanh Vũ, bởi vì chỉ trong vòng tích tắc thôi mà anh ấy đã làm nên một món bánh vừa ngon nè mà vừa thích hợp cho các bé yêu nữa chứ. Hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ thích món ăn này và các bé sẽ cảm thấy thú vị khi được thưởng thức món ăn do chính những người thân yêu của mình thực hiện. Và quý vị cũng đừng quên nhé, chương trình vẫn có hai cách liên lạc quen thuộc. Thứ nhất là hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng công ty Ajinomoto số 0839308794. Bây giờ chương trình xin được phép khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.